gì đấy? Chưa. Ấm dù à? Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Quay Bên TV. Thì ngày hôm nay mình có một tin rất là buồn, đó chính là không hiểu sao cái con rùa common mai vàng mà mình vừa nhận được hôm 29 Tết ấy, nó lại kiểu bị lờ đờ, chả nhìn không có sức sống luôn ấy, mà trong khi cái biểu hiện của nó rất là bình thường, đột ngột nó bị như vậy luôn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì chúng ta cùng phân tích trong clip này nha. Nói chung mình cũng hơi chán một tí. Hôm nay là mùng 6 Tết anh em ạ. Nên mình thấy nó bị lờ đờ, xong rồi mình vớt lên cạn rồi. Đó. Đây là cái chuồng, đây là con rùa của chúng ta đây. Biểu hiện rất là lạ luôn. Mình thấy có vẻ yếu yếu nha, mình cho lên cạn mà mình có phải phơi nắng nhưng mà không ăn thua là mấy. Thì nó bị lờ đờ, nó không cử động gì luôn. Và đây là lúc sau triệu chứng nó nặng hơn rồi. Đấy, nó bắt đầu cũng vẫn cử động nhưng mà nó vẫn đang sống nhưng mà mình thấy nó rất là yếu, khả năng là không qua khỏi. Ban đầu cổ nó cũng rụt lại cơ, chứ nó không dài ra như này. Mình để phơi một lúc thì cổ nó dài ra như này, nhưng mà nó vẫn rất là yếu và càng ngày càng có vẻ yếu hơn. Và mình đã thử mọi cách rồi. Và thỉnh thoảng thấy nó há mồm kiểu nó ợ ra hay cái gì đấy, có thể là bị làm sao đấy. Và mắt của nó thì rụt lại này. Mắt của nó rụt lại nha. Đây chúng ta có thể thấy mắt của nó có vẻ hơi rụt lại này. Đấy, bị rụt lại hẳn luôn. Cầm lên bắt đầu cũng hơi ngửa, há mồm ra này. Nói chung là nó rất là yếu luôn đấy. Mình không hiểu tại sao luôn. Trong khi là cũng không phải là kiểu bị bệnh ốm rồi bỏ ăn mà không có gì ăn mà chết, mà bởi vì hôm 29 mình vừa cho ăn một con cá vàng rồi. Không hiểu chuyện ra mà trong những hôm Tết là nó bơi rất là tốt, bơi rất là khỏe luôn ấy. Tự dưng hôm nay mình vừa đưa con mình đi ở Nam Định về thì mình có nhìn thấy nó nằm yên một chỗ dưới nước, nó không thòi cổ ra đâu, nó thụt hết cổ lại và nó nằm yên một chỗ dưới nước. Sau đó thì mình cứ thấy nó yên quá thì mình bắt đầu mình thử lật lật nó lên thì thấy nó bị lờ đờ, nó không bơi. Thế là mình đã cho ra cạn để xem như thế nào, sợ nó không bơi như thế nó lại càng bị đuối nước càng dễ chết hơn. Đó thì nó bây giờ đến tối gần đêm rồi nhưng mà nó vẫn như thế này, mà khả năng còn yếu hơn cả lúc trước. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì đây là cái bể mà mình nuôi nó. Thì trước Tết mình đã đi mua thêm một cái máy bơm và lọc để lọc nước cho nó sạch. Thì lúc đầu mình thấy nó đờ đờ, thấy mình cứ nghĩ là bị giật điện, nhưng mà không phải, vì mình thò tay vào thì nó vẫn bình thường, nó không bị giật điện, không bị làm sao cả. Mà đối với lượng nước này, đối với cái con rùa như thế thì nó có thể đứng yên, đứng hẳn ở bên dưới cái hồ và nó vẫn ngoi lên nó thở được, nên là cái hiện tượng đuối nước theo mình nghĩ là không. Và còn mình còn để thêm cục đá để chẳng may nếu mà nó không ngoi lên được thì nó có thể nằm lên cục đá đấy để nó ngoi lên thở, chắc chắn là không đuối nước được, không hiểu chuyện gì ra luôn. Đó. Ê, nó cứ thế này thôi, chân tay động vào thì cũng không có ý kiến gì cả. Nó rất là yếu luôn. Mà ở đây thì không có bác sĩ về bò sát, cho nên là rất khó. Những cái con nếu mình cũng nuôi lâu năm thì những cái con mà mình chữa được thì là trong cái gọi là cái tầm hiểu biết của mình thôi. Còn cái bệnh này thực sự, còn cái vụ này mình thực sự không biết tại sao nó lại bị như này luôn. Thì anh em nào biết có thể comment xuống bên dưới để chia sẻ cho mọi người và chúng ta cùng phòng tránh. Đó. Nhớ nhận được ở bạn Huy Phong Trần con này hôm 29. Xong rồi cho nó ăn rồi làm bể nước mới, bể mới cho nó luôn. Xong rồi cùng sau mấy hôm. Đấy đây, làm sao đây này. Sau mấy hôm thì nó lại kiểu như này. Mình rất là chán. Đó. Đây là nó duỗi hết tứ chi, cả duỗi hết cả cổ ra luôn, kiểu như là dễ chết ấy, chán quá rồi. Các bạn ơi, bây giờ nó là gần 4 giờ sáng rồi và mình thức để đây gần 4 giờ sáng rồi mình thức để theo dõi em nó nhưng mà em nó không qua khỏi rồi các bạn ạ. Đây nhìn chán quá thôi. Không hiểu tại sao lại như thế, về thấy im re rồi. Tự dưng hẹo mẹ luôn.
không dấu hiệu gì, vừa ăn mấy hôm trước, vừa ăn khoảng tầm từ phải là tầm 6-7 hôm rồi, ăn được gần 1 tuần rồi. Không hiểu kiểu gì, chán quá thôi. Tự dưng lại hẹo này, chán quá anh em ạ. Không hiểu sao tự dưng lại hẹo. Mọi người ơi, hôm nay là ngày hôm sau rồi. Thì con rùa nó vẫn nằm yên như thế và khả năng là không có khỏi nữa rồi. Nhưng mà nó bất động rồi luôn rồi, chắc là cũng chết rồi. Chán quá, mình vừa mới đưa vợ con, nó đưa cả nhà mình về Nam Định để về quê ngoại ăn Tết. Xong rồi hôm vừa rồi vừa lên thì thấy con rùa như thế này, chả hiểu chuyện gì xảy ra. Thế biết gì, tự dưng nó bị này luôn. Chán quá, bây giờ mình sẽ cho vào đông lạnh và mình sẽ tìm cách làm tiêu bản nó sau. Ok. Đây, rùa đây. Nó vẫn cứ như thế này các bạn ạ. Không ngậm được mồm này thôi, thằng này chết rồi. Tự dưng hẹo, trong khi hôm trước vẫn còn ăn uống rất là khỏe mạnh bình thường. Không phải chuyện gì ra. Thế mới dị. Tiếc vãi con này cái này. Đây là cái hộp mà mình sẽ để con rùa trong ngăn đá. Sau đó chắc là mình sẽ bỏ ra để mình làm tiêu bản ngâm cồn thôi. Chứ mình chả biết làm tiêu bản nào khác. Thì mình có tạo tư thế cho nó đẹp. Có để cho nó người nó cao lên, chèn hai cục sỏi bên dưới để cho nó đứng thêm như này. Và cho nó có ngậm cái cục hạt hướng dương để cho mồm nó há ra. Và cho tê cho cổ nó cao lên. Thì như này mình nghĩ là sau khi mình kiếm được cái hộp trong nào đấy để mà trưng bày ấy, thì mình sẽ đổ cồn vào đấy để cho ngâm con này, thì nó sẽ giữ được tư thế này, mong là như vậy. Đó, thì bây giờ mình sẽ để nó trong ngăn đá. Không hiểu chuyện gì mà vừa mới nhận được mấy ngày mà nó đã hẻo như thế rồi, tôi chả hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Tôi có nhắn tin cho em đấy luôn để thông báo tình hình và hỏi xem là con rùa ngày trước nó có bị bệnh gì không, nhưng mà cũng bảo nó cũng không bệnh gì cả. Thế mới dị. Chúng là anh em nào mà biết cái trường hợp này như thế nào và cách phòng tránh như thế nào thì có thể comment bên phía dưới để cho mọi người cùng biết nha. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Tạm biệt. Ok anh em ơi, tôi đã để con rùa ở trong ngăn đá rồi. Đây. Rất là tiếc, con này rất là đẹp luôn nhưng mà không hiểu tại sao lại chết. Đấy, thì nếu mà anh em nào mà có biết nguyên nhân thì của cái hiện tượng lạ như thế thì có thể comment xuống bên dưới để cho mọi người cùng biết và tránh nhá. Đây, mình đã tạo thế của nó cho nó đẹp. Để xong rồi mình cho vào ngâm cồn. Mình đã mở mồm nó ra để chèn tạm một cái gì đấy vào, xong rồi nâng đầu lên và cho nó đứng hai chân lên. Nói chung là tư thế này cũng khá là đẹp đúng không? Mình rất là tiếc con này luôn bởi vì mình vừa mới nhận được luôn. Mà không hiểu tại sao nó lại chết như thế, mà mình cũng rất là xấu hổ với cả cái bạn mà gửi con này cho mình. Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Bởi vì mình nuôi con common từ cái đợt mà common nó có giá khoảng tầm 800.000 một con nhỏ, loại normal ấy. Mình nuôi nó từ đợt đấy mà chưa gặp trường hợp như này bao giờ. Con 29 vừa ăn món cá vàng cũng to hơn cái đầu của nó một tí. Đó, nó xé xác ra. Xong rồi nói chung là mấy hôm Tết bơi rất khỏe mạnh, nhưng mà cái hôm mùng 6 hay là mùng 7, hai hôm à? Hình như mùng 6. Nói chung là mùng 6 gì đấy, mình về thấy nó nằm im lìm trong nước và không thấy cử động gì thì mình thấy lạ nên mình mới bắt ra. Mình mới chọc chọc để cho nó để xem là nó bị gì không. Thì lại thấy nó nằm im, nó cũng chả hay gì cả. Mình đã biết là nó rất là yếu rồi và mình đã mang ra để phơi nắng, phơi đèn cho nó. Nhưng mà nó càng yếu hơn, lúc đó nó rụt cổ lại, lúc sau nó lại cố gắng dài cái cổ của nó ra, không biết để làm gì. Và được khoảng tầm vài tiếng thì đến ngày hôm sau thì nó chết. Rất là lạ luôn, vì là đang rất là khỏe mạnh.
Thế miễn dị. Mình có hỏi bạn ấy là ngày trước nó có bị bệnh gì không hay là có bị bệnh ẩn gì không mà mình không biết. Thì bạn ấy cũng bảo là không bị gì cả. Thì không biết cái vụ đột tử như nào, cũng có thể là bị một bệnh gì đấy hay virus gì đấy mà, và cái bệnh gì đấy liên quan đến bên trong nội tạng các thứ mà mình không biết. Không biết thế nào, anh em nào biết có thể comment và chúng ta cùng thảo luận nhá. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Hãy comment clip để tiện đưa chú rùa này của chúng ta nhá. Tạm biệt mọi người.